Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải tiếp tục nè mọi. Và sau cái video anh vừa rồi thì tính ra thì tổng thể là bỏ 7 kim thì thu được 6 kim và ba rương tím Khải chưa mở nè mà. Đó là ba rương tím Khải chưa tính tiền một lời á, thì có thể là mở rương đó Khải sẽ mở sau. Và bây giờ chúng ta sẽ để anh tiếp tục act thứ hai xem là có duyên hình tình ba nào không nè mọi. Vừa rồi ở video trước thì không có duyên hình tình ba luôn nè mọi, nhỏ quá. Vui nè. Này vui nè. Ủa, sao nó không cánh trời? Ủa gì? Ủa kẹt 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 nút à, kẹt nút. Ok, vui nè mày. Ồ, được cái pháo nè. Làm gì hình tinh em ơi. Chủ yếu tìm hình tinh 3 mà không có hình tinh 3 nào mà lỗ sắp mặt. Một cái pháo kỹ năng được 200 xu nè mày. Hello này mới vô nha, hello này mới vô nha. Hình tinh trời ơi, là hình tinh một nữa à, sao mà nhỏ dữ vậy. Ba mẹ nó đang tinh thấy mừng. Ui. Ok, một dùng ba nè mơ, một dùng ba nữa. Cái này là cái cầu nè mà nó bị lát nè mà, nó bị lát vị trí nó thấy vậy thôi. Này đang cái cầu mà, này đang cái cầu mà nè. Này đang cái cầu nè, đang trên cái cầu á. Hả dương tinh ba. Yeah yeah. Được 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 được. Được được. Rồi lên bài boss, lên bài boss. Được bài boss, bài boss. Ok nè, hai dương tinh ba rồi, thấy mừng mừng rồi em ơi, về bờ đấy. Hai dương tinh ba thấy ok rồi đấy, rừng tím này. Rừng tím này. Một thủy tinh này, hai thủy tinh này. Hai dương tinh này, 120 này. 20 này. Một gì nữa? Thế là hán. Thế là hán. Ui nè. Ngon ngon, về bờ, hai dương tinh ba về bờ em ơi. Cứ ra tinh ba về bờ ấy. Một cuốn nữa. Đường 3 đường trăm xu nè mà. Đường 3 nữa không? Ồ, 3 dân 2 dân tinh đứng rồi, 1 thằng hoán bên. Dân tinh hồng. Ờ, tinh 3, 1 dân tinh 1 nữa. Đúng. Dân tinh 1 nữa, về bờ ơi, tinh 3 mới về bờ được con em ơi. 12 120. Này gom gom bán 120 cho anh em luôn đẹp nè, cho anh em lên 120 luôn đẹp á. Thì nó lộ úp cấp nè. Tình ba ơi, đồ ơi, tình ba ơi, tình hồng làm gì nữa. Úp yên. Tình ba cũng về bờ thì tinh. Rồi mới bót. Quá tửu. Ủa sao nãy không thấy mình. Ôi tiếp tục em ơi, quá tửu. Tình ba ơi. Nhìn tinh 1 nữa kìa anh em. Đồ ơi, nhảy tinh 1 nữa kìa anh em ơi. Tinh 3 về bờ coi. Hôm nay cũng gì đây. Hôm nay cũng gió đàn. Hôm nay chắc cũng được 3 cốc đây mà. Tinh 3 nữa mơ. Quá tủ nhiều dữ vậy. Tinh 3, tinh 3. Ôi, vẫn chưa có tinh 3 nữa mơ. Tinh 3 ơi. Tinh 3 về bờ coi. Pháo, pháo này pháo, tiềm năng này bộ nó được 300 xu nữa mà, bộ pháo được 300 xu. Ok, còn trăm mấy chục cái nữa mà. Ok á, tôi này thấy hình tình ba thấy ngon ngon ăn rồi á. Thải giao dịch cho Eclon à, cho Eclon nó giữ kìa. Rồi, tính tiền nha em ơi, bao nhiêu bình nha. Tiền thổ lộ nè. Trời, chặt chỗ rừng tiền lộ, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13. 13 và tiền thổ lộ là 65 xu nè mày, 65 xu. Hiện này quá tử vất, không tính tiền, 65 xu. Tinh hồng này, một viên của chủ đời, em 2 viên này. 65 xu, gồm 2 viên này, 100 xu nó là 165 xu. 165 xu thôi mà nó chặt bá cố nè mày. Rồi nè, bánh thích anh 400 xu nè. Xe bờ mua 400 xu nè, là 500 xu nè. Hai dương tình ba nha nè, đuổi hai dương tình ba, ba kim nè, đó, ba kim là có người đặt hàng không em ơi, ba kim nè. Đường bài boss ha, một, ba cái là 201 nè. 201 là 3007 nè. 3077 nè. Rồi, ba cái mảnh này, một kim hai nữa nè. Kim hai nè. Kim hai là 4009 nè. Rồi, 4009 nha anh em. 4009 không Minh Thành này không ai mua rồi. Chống rương rồi tính tiếp. 4009 rồi anh em à. Đã coi thử anh em là Long rồi, đợi em tí. Tại vì xe em chưa cắn hết Long rồi. Rồi nè. Tiếp tục nha anh em, tiếp tục nha. Qua trường. Ui, hết chỗ chứa luôn. Bao già đó. Đâu
chỗ nào hết chỗ trước vậy má. Ok, cứ vui tiếp này mày, vui tiếp nha. Tính tiếp. Chưa tính tiền mà khi nào giao dịch mới tính tiền tiếp này mày. Còn đang tình bao nữa không? Bốn thằng tình bao nữa không? Bốn thằng tình bao nữa không? Chưa, thiên tinh. Bốn thằng tinh rồi. Ui, ui, ba thằng tình ba về bơ. Về bơ. Ok. Về bờ tính ba nữa nè ơi, ba duyên, ok về bờ nha. Rồi, về bờ, về bờ. Về bờ. Ok, có những tình ba thấy về bờ nè ơi. Viết 7 kim thùng nổi đủ 7 kim này. Chưa, ok rồi đó. Rồi, giờ tính tiếp nè. 4 duyên thì tinh nha nè. 4 duyên tinh được hai đây cấp bốc thì tinh, 4 duyên tinh là 1 duyên 3 rưỡi, trung bình 1 duyên 3 rưỡi đó, 4 duyên là 1 ca 4. Nhưng 1 ca 4 là được 6 duyên 3. 6 duyên 3 bộ pháo này 300 xu nè. Kỹ năng tiềm năng 300 xu nè. Đó, 6 kim 6. Rồi 6 kim 6. Rồi cái này 1 cuốn nè. 2 cuốn nè. 2 cuốn này 200 xu nè em ơi. 200 xu. Rồi 6 kim 8, 6 kim 8. Ừ, tụi này quờ không lỗ nè em ơi. Rồi cái lơ được lương tím nè. Ô cái này bán gì nè. Túi phổ là gì nè. Túi phổ bán cái này biết mở là gì nè. Lời được mấy cái túi phổ thì mà hết bỏ ra nè. 6 kim 8 rồi. Còn lại cái rương còn này là lời anh em ơi. Đó. Duyên hiện tinh 3 rồi nè, bỏ qua là tính rồi. Ok, duyên hiện tinh 3 nữa chứ. Tinh 3 kim rưỡi nữa chứ. 3 kim rưỡi chứ. 8 kim 3. Rồi 3 duyên tinh 1 là 150 nữa. Là 8 kim 5. Ô, tụi này về bờ nè em ơi. Tụi này về bờ 8 kim 5 rồi. Ừ, tụi này lời nha em ơi. Tụi này lời rồi. Ok. Ok, được hãy giao dịch đi. Rồi. Rồi còn mở cái cuối thử ra gì nữa không? Ra thêm hiện tinh 3 rồi nữa nhanh không? Này về bờ quá, tuần trước lỗ kim tụi này về bờ quá. Rồi khui nè. Trời ơi càng khôn cái gì vậy. Chiếu dạ nè. Chiếu dạ để cho lỗ trên này. Chiếu dạ nè. Nó càng khôn khui. Đủ là vi phong kháng cả nữa. Quá vi phong kháng cả dữ rồi. Rồi được hai đố trong năm độc nè. Đố cái này vào trong năm độc. Dịch đó. Đổi qua cho năm độc cho vũ đỡ mấy cái năm độc này, kháng cả này, kháng cả này. Đấy nè mọi, chọc rương quá. Kháng cả này, thả những mấy cái phi phong này khả ép cho xe chạy nè mọi. Chứ mình cũng làm biến bán nó vài trăm xu. Nó xe chạy luôn. Rồi. Mình thì đổi cái ngoại trang ngựa mới vài hôm thôi mà chứ con đem độc thẳng mới ngon quỳnh hôm qua. Được hơn 2 ngày nữa. Rồi. Ok nè, ngựa này cho vũ đồ nè, cho vũ đồ nè. Rồi. Ok. Cuối nữa không? 8.5 đúng không? Này vài trăm xu, này 300 xu. Ui. Ok, thêm viên thiệt tinh nè. Rồi hết hàng rồi. Nó đâu khui chữ thôi, khui chữ giao dịch hoàn chính thôi. Ok. Quá chi giao dịch hoàn chính tổng tiền thôi. Rồi tiếp tục nè mày. Tiền hoàn chính lời hay lỗ nha. Nói chung là tụi này lời rồi nè mày. Ba nhân tình ba thấy lời. Này cho vũ đỡ luôn mày. Ờ từ từ cho con nghe mới đi cho nè. Tí đi cho nè. Rồi cái này 300 xu nè mày, càng khôn 3 xu nè. Càng khôn 3 xu nè. 8.8 cái này 3 xu nè. Ờ 9 kim nè, ô tụi này lời nè, nhưng thì tin 330 nữa nè. Lời tụi này hơn lời nè mày. Mấy cái chữ này bỏ qua anh cho vui không có gì nữa. Cá nhân được 200 xu nè. 200 xu nè. Rồi 9.600. Ok. Đại thành trang 90, đại thành 90. Lời đường tím nè. Duyên nè. Ồ, nhưng hết chỗ trước rồi, từ từ nè mày. Đấy. Quá trời độ. Đấy, anh em đợi tới nha, đợi khai lóc bạc hãy cho mấy cái vật phẩm thừa này đi chỗ khác hết cái, nó chặt rương quá. Cho lệnh bài boss này nọ nè, đi vị trí khác, chặt rương quá. Lệnh bài boss này. Rồi, khai đi dọn đường nha. Hello Vũ Quốc Bảo nha. Đợi tí nè mà được khai xem thử nè.
Anh cái này anh hơi bị ngon à, hơn xui anh em ơi. Hơn xui thôi chứ còn không ngon gì lắm. Cái cóc thủy tinh đó nha, được khả đi cóc thủy tinh rồi. Ờ có cái mới mà. Có cái mới bên này nè. Cóc bớt cái đồ nó chặt rương quá mà. Thủy tinh thủy đồ khả cóc bên này cũng rương máy này nè. Rương máy thủy tinh này. Dọn rương nè. Thủy tinh này, đó, anh Vinh cũng được mười mấy viên thủy tinh nữa. Rồi nè, mấy cuốn này bỏ qua một bên này. Rồi, ok. Thủy tinh này. À, anh cần gì? Anh cắn cái free anh Long. Anh cắn free là nó lên 9 chích luôn, nhanh lắm. Tiến sơn cũng liền đá vô đưa cho này, bỏ không. Cắn cái free là lên 90 á. Đại thành chắc là khải xa trong năm độc rồi. Năm độc đang không có kill nè mời. Đại thành đang xài năm độc nó lên mất 20. Rồi, còn viên thủy tinh nào nữa không? Ô, ai kia đâu vậy? Ồ, oh, con này còn một viên thủy tinh nữa. Cái gì còn gì mở không? Ok. Để giao dịch cho con Nam Độc cái đại thành với viên thủy tinh nữa. Nam Độc bữa cắn skill mà chưa có kill nữa. Giờ hơn đang được con đại thành ngon ạ. Cũng là thành đẹp luôn á. Chung là tụi này về bờ nè mày. Tụi này về bờ, không có lỗ. Tụi này là về bờ nha mọi người. Tụi này là về bờ nha. Tự thấy dịch quay con con này mấy cái bình quá tủ đứng đợi quá. À, để giao dịch qua một lần bài boss anh em ơi. Tin tinh ba. Rồi thì tinh xong rồi. Hả lá mấy cái đồ này phải vứt qua cho con những đồ nó giữ luôn rồi. Bữa nào phải về đã mọc lại tính sâu nè. Về đã mọc lại tính sâu rồi nó chậm rồi. À, Tương Dương bắn ngựa, Tương Dương quên, Tương Dương bắt ở đây, Tương Dương bắt đây. Rồi. Tinh hồng này nọ giao dịch cho con kia luôn rồi. Con tinh hồng nào không? Cái tinh hồng ở đâu rồi? Đây tinh hồng ở đâu? À tinh hồng chắc qua con kia rồi. Dọn bớt cái rương luôn. Tình không. Rồi để dọn thờ cái lệnh bài boss nữa bắt đầu là xong như năm ơi. Rồi dọn lệnh bài boss đây. Sơn Tức Liên nè. Dịch nè. Rồi là Khải cắt ra mất lần bài boss này mà. Đang bị Khải lock lần bài boss cho này khoe cho anh em xem nha. Đang định đánh lần bài boss khá là nhiều đó nè mày. Chắc là 70 con á. Vừa rồi được ít lần bài boss nữa là đánh vô tư nè mày. Bài boss phải đỡ chỗ nào ta? À đây. Bài boss này. Mua gần cần đảo. Mà cần đảo này mà.
Đây cho anh em xem lượng bài boss anh em ơi, hàng về đây. Đó, nói là lạo anh em ạ. Đó, ok chưa? Đủ đánh lượng bài boss cho anh em xem chưa? Đó, rương nha anh em. Đây bên này mới được mớ nữa nè. Rương này đánh chán luôn rồi. Đó, ok chưa? Bài boss quá tử cho quá hết bên này. Chặt chỗ. Quá tử. Ba dân tình ba thấy về bờ tụi này liền. Mày boss nhiều nha anh em ơi, nhiều lắm. Anh em lệnh tay thì cho một lần hồi chơi nha anh em. Tí nữa phải đánh boss luôn á. Đánh ép cho chuyện ăn ban, quên ép đồ ăn ban xong đánh boss luôn á. Nếu anh em thích thì tí nữa phải like ăn ban cho anh em xem luôn, like ăn ban cho anh em xem luôn. Đơn giản nữa mà. 12 giờ ép nhẫn ăn ban cộng ngọc bội ăn ban nha anh em. Anh em thích xem thì ở lại xem luôn, anh em thích thì hãy ép cho anh em xem. Tiền thổ lộ huyền tinh ba, ok không có huyền tinh ba gì ạ. Tinh ba mảnh mảnh mới này nó gom lại nè. Đợi rồi, ok anh em ơi, xong rồi ạ. Đại cái này là anh xong rồi anh em ơi. Rồi hết tất cả mọi thứ anh chính anh này thì anh xong thì lên được 3 cấp nha nè. Rồi lời được mớ đồ nè mày, nói chung là không lỗ nè mày, tụi này không lỗ nha nè. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên cho Khải một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha nè mày. Và của anh em trong bang thì Khải anh free nè mày, anh em lúc cấp. Rồi cái chung này một ngày mới vui vẻ nha, xem video đừng quên đỡ làm một like chia sẻ ủng hộ cho nha nè mày. Có video nào thêm Khải sẽ làm cho anh em xem nha.